Xin chào tất cả các bạn. Không biết hôm nay đồ ăn của chúng mình sẽ là gì đây? Wow. Wow. Bim bim Quinly. Wow. Hôm nay mặc chiếc áo màu đỏ nên mình sẽ ăn màu đỏ đầu tiên. Mình sẽ xịt chua. Chua quá. Wow. Bây giờ mình sẽ ăn màu xanh. Mình sẽ ăn nha.